Từ California, Hồng Tiếu Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động. Good morning, Hồng Tiếu. Chào buổi sáng anh Đoàn Trọng và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Một ngày thứ 6 cuối tuần và hôm nay là 23 tháng 10. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu chương trình bằng với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiệt độ ban ngày cao nhất ở ngay tại miền Nam California, những thành phố lân cận với lại thành phố Westminster, ban ngày ở khoảng 72 độ F là 22 độ C, còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 63 độ F là 17 độ C. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần nhiệt độ ban ngày dao động cao nhất ở khoảng 70 cho đến 71 độ F, tức là 21 cho đến 22 độ C, còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 58 cho đến 62 độ F, tức là 14 cho đến 17 độ C. Đi đến miền Bắc California thì ngày hôm nay, trong ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 74 độ F là 23 độ C. Còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất nằm ở khoảng 51 độ F là 11 độ C. Thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, ban ngày nhiệt độ dao động từ 70 cho đến 73 độ F, tức là 21 cho đến 23 độ C. Còn ban đêm thì nhiệt độ ở từ khoảng 48 cho đến 55 độ F là 9 cho tới 13 độ C. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta bắt đầu nghĩ đến vào đúng giờ này tuần tới. Đó là một trong những bước đầu của một cái cuộc gọi là ganh đua gần tới 2 năm cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Sự gì chúng tôi nói như vậy là khác hẳn với tất cả những lần bầu cử trước. Vào thứ 6 tuần tới, tất cả các phòng phiếu sẽ mở cửa. Hồi trước thì đến ngày bầu cử là chúng ta, ví dụ như đến ngày 3 tháng 11 thì 7 giờ sáng ngày 3 tháng 11 văn phòng bầu cử mở cửa tất cả phòng phiếu. Nhưng kỳ này thì vì lý do đại dịch để nhằm bảo đảm cái sự gọi là có thể cho tất cả các cử tri thực thi cái quyền bầu cử của họ nên họ đã mở cửa sớm và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày thứ 6. Đúng vào giờ này là hai anh em mình nói chuyện xong xuôi là coi như mọi người đều có thể đi bầu. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng ta phải nhắc đến cuộc tranh luận giữa ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đó chính là cựu phó tổng thống ông Joe Biden, cùng với lại đương cộng tổng thống đương nhiệm là ông Donald Trump. Thì cả hai đã đồng ý là đứng cách xa nhau khoảng 4 mét. Và hai người ngày hôm qua thì có thể nói cuộc tranh luận này ít có nhiều những cuộc gọi là sôi nổi giống như là lần đầu là hai người cãi qua cãi lại. Thì hôm qua thì việc này không xảy ra tại vì ban điều hành, ban tổ chức họ điều khiển hai cái microphone. Cho nên mỗi người tới phần chủ đề của họ thì họ được khoảng 2 phút để mà trình bày. Và ngày hôm qua người điều hành chương trình là cô Kristen Welker, một phóng viên kỳ cựu của NBC News. Và người này cũng nhận xét được rất là nhiều những lời khen bởi những câu hỏi và tính chuyên nghiệp của cô. Với 6 chủ đề ngày hôm qua cả hai ứng cử viên bàn luận bao gồm có vấn đề COVID-19, các gia đình ở Hoa Kỳ, vấn đề sắc tộc ở Hoa Kỳ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo của cả hai. Kính thưa quý vị, chúng ta đề cập đến vấn đề tranh luận vào tối hôm qua. Đây là một cuộc tranh luận tiếng Anh gọi là debate. Mọi người đều mong muốn để chờ đợi xem tất cả những cái phương hướng và những cái quan điểm lập trường của những ứng cử viên tổng thống, người cao nhất Hoa Kỳ sẽ đưa ra cho công chúng và đặc biệt là tất cả những người hâm mộ. Cả hai phía đều được biết. Nhưng tôi không hiểu chúng ta có nên nói đây là một cuộc tranh cãi vì tất cả những sự việc đưa ra không một cái chủ đích nhưng hai người có thể nói nhằm cái mục đích đó để tấn công lẫn nhau. Ngay cả những vấn đề, ví dụ như tôi nói vấn đề tranh luận đặc biệt, liệu Tổng thống với tất cả người công dân Hoa Kỳ khi mà có những cái vấn đề cần phải bày tỏ cho người ta biết về vấn đề đóng thuế thì như thế nào, hoặc là chúng ta sẽ có những cái chi tiết đặc biệt và để có thể làm hoãn đi hay là để kéo dài thời gian đóng thuế, đó mới là tranh luận để hai bên. Nhưng đây thì bên này, tại sao ông mấy chục năm nay không có đóng thuế? Thì ông kia lại hỏi, thế tại sao con trai ông lại đi làm lấy tiền ở? Đây không phải là cái cách để mà chúng ta tấn công lẫn nhau như vậy. Dù có nghĩa rằng là người dân Hoa Kỳ được biết đến sự thật, nhưng mà qua cái tranh luận debate thì có vấn đề gọi là tranh luận với nhau. Thì như cái quan điểm của tôi nhận định thì có vẻ là tranh cãi hơn. Việc trước tiên chúng ta vấn đề nói đến vấn đề COVID-19. Đến hôm nay thì con số tử vong chắc quý vị đã có nắm ở trong tay gần trên 220.000 người. Bây giờ tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề một thời gian dài đã kéo dài gần trên 8 người vào bệnh viện thì chúng ta đặt vấn đề liệu quốc gia chúng ta đã có những hành động đối xử khẩn cấp và thích ứng đối với trong thời kỳ đại dịch hay chưa, và người chịu trách nhiệm trước tiên đó là Tổng thống Donald Trump, và ông sẽ có cơ hội để bày tỏ tất cả cái quan điểm về lập trường của ông trong thời gian qua, và ông cho rằng ông đã làm hoàn tất nhiệm vụ hoặc làm một phần nửa nhiệm vụ, và trong lúc đó thì ông có thể nói rằng nếu ứng cử viên Tổng thống Joe Biden hỏi và đưa ra những cái tranh luận về cái đó thì ông
Tổng thống Donald Trump sẽ hỏi lại ông Joe Biden, nếu tương lai ông lên làm thì ông sẽ hỏi ông sẽ làm được cái gì? Vì tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề đóng cửa là có thể nó làm cho nền kinh tế suy sụp, đó là vấn đề tranh luận. Nhưng tôi thấy rằng hai bên cũng trở lại vấn đề cũ, chỉ có biết chỉ trích nhau mà thôi. Nhưng bây giờ đi vào thực tế thì hôm qua hai bên đưa ra vấn đề COVID-19 như thế nào? Thưa quý vị, cuộc tranh luận ngày hôm qua bắt đầu bằng với đề tài liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố vaccine COVID-19 có thể được công bố và triển khai trong vài tuần tới. Ông nói thêm rằng điều này chưa được bảo đảm nhưng khẳng định thời gian mà ông đưa ra chính xác hơn các chuyên gia cho rằng vaccine vẫn còn cần thêm nhiều tháng trước khi được tung ra thị trường. Về phía ông Joe Biden thì ông bày tỏ những hoài nghi về thời gian đưa ra vaccine COVID-19 của Tổng thống Donald Trump. Ông cho rằng Tổng thống Trump không có một kế hoạch rõ ràng, đồng thời cảnh báo Hoa Kỳ sắp bước vào một mùa đông đen tối khi số ca nhiễm COVID-19 bắt đầu tăng lên ở hàng chục tiểu bang. Ứng cử viên đảng Dân Chủ cũng chỉ trích cách ứng phó của Tổng thống Trump với đại dịch lần này. Và ông nói rằng bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm cho quá nhiều người chết như vậy không nên giữ chiếc ghế Tổng thống của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đó là lời có thể nói rằng là quy tội của ông ứng cử viên Joe Biden đối với Tổng thống Donald Trump và cho rằng ông là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái chết đã xảy ra trong thời kỳ ông làm chức vụ Tổng thống và để cho đại dịch lây lan. Nhưng phía Tổng thống Donald Trump thì ông bảo rằng ông đã làm hết cách và tất cả những cái gì ông đã làm, thậm chí ông có thể nói là đầu tư vào thuốc men, ngay cả cá nhân ông cũng lây lan vẫn COVID-19. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là vấn đề ông đã làm tất nhiệm vụ hoặc chưa làm hoàn tất nhiệm vụ. Ông phải chứng minh cho bao nhiêu người dân và cử tri biết rằng trong thời gian qua khởi đầu từ Vũ Hán như thế nào, ông biết được như thế nào. Nếu chúng ta nói đến một quốc gia Hoa Kỳ mà nhìn qua những quốc gia khác, ngay cả châu Âu đi, thì có thể nói sự điều hành về vấn đề COVID của người ta, chúng các nước, các quốc gia khác có vấn đề nhạy cảm hơn. Và chúng ta chê trách Trung Quốc, lẽ dĩ nhiên Trung Quốc họ đối xử theo cái đường lối của họ có thể vi phạm về vấn đề nhân quyền, nhưng ít nhất là vấn đề mạng sống của họ đã cứu được. Chúng ta nhìn về Việt Nam cũng thấy là rất cả nhiều người đã quan tâm đến, lo ngại đến vấn đề dịch lây lan ở tại Việt Nam. Nhưng với những cái phương tiện có thể nói không dồi dào, họ đã điều hành như thế nào, đúng hay sai, và yêu cầu người dân Hoa Kỳ quyết định, đó là do lá phiếu của họ. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng là vấn đề COVID-19 thì phía Tổng thống Donald Trump hình như đã không mấy có thể nói lấy cái đó làm cái đà chiến thắng cho ông để giành lại tất cả những tiểu bang mà hiện nay coi như ông đang cần phải thắng ở những tiểu bang đó. Nhưng bây giờ qua một cái vấn đề, đến vấn đề chúng ta nói đến vấn đề thứ nhì là hai bên sẽ bàn cãi vấn đề gì? Thưa quý vị, trong phần tranh luận liên quan đến vấn đề an ninh của quốc gia, liên quan tới cáo buộc của Nga và Iran can thiệp vào những cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc ông Joe Biden nhận tiền từ phía Nga, Trung Quốc và Ukraine khi còn làm phó tổng thống. Và ông nói rằng ông ấy, tức là ông Joe Biden, nhận 3,5 triệu đô từ Nga thông qua ông Putin, và ông tuyên bố rằng ông không nhận đồng nào từ Nga. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên chúng ta vẫn nghe hai quý vị này, hai ứng cử viên này nhiều lần trao đổi qua, và đến bây giờ thì một trong những hiện tượng mới đã xảy ra những ngày vừa qua qua cái laptop và qua tất cả những hành vi hoạt động của con trai ông Joe Biden ở tại Ukraine cũng giống như tại Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump phải đối chọi lại vấn đề mà ngày hôm qua qua một bài diễn văn có thể nói rất độc đáo của cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng ông đã có những liên hệ với Trung Quốc và đặc biệt là ông vẫn còn có một cái tài khoản ở tại một cái chuyên mục mở ra đặc biệt ở tại Trung Quốc. Nhưng ông Donald Trump đã cho biết rằng ông đã đóng cái tài khoản này mở ra vào năm 2013 và đóng lại 2015. Nhưng một cái câu hỏi người ta muốn rằng để cho mọi người biết liệu ông có những cái sự liên hệ buôn bán làm ăn, mặc dù là những công ty của ông đứng ra và ông đã tách ra khỏi những cái công ty này sau khi ông đắc cử trở thành tổng thống. Thì bây giờ chúng ta muốn nói rằng đến cái sự liên hệ gần gũi và đặc biệt là ảnh hưởng của những cái công việc làm ăn của ông Trung Quốc có ảnh hưởng đến vấn đề điều khiển quốc gia và đặc biệt là đối với vấn đề trao đổi và chiến đấu với Trung Quốc trong thời gian gần đây hay không. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến một trong những cái đề tài mà mọi người đều muốn nghe, đó là vấn đề biến đổi khí hậu. Thế hai bên đã đưa ra những cái vấn đề gì về vấn đề này? Thưa quý vị, liên quan đến chủ đề của việc biến đổi khí hậu thì Tổng thống cáo buộc đối thủ không có quan điểm nhất quán về việc khai thác dầu từ đá phiến. Và ông cho rằng ông Joe Biden sẽ cấm hoạt động khai thác loại nhiên liệu hóa thạch này.
Nhưng về phía ông Joe Biden thì đã bác bỏ, khẳng định sẽ không làm như vậy, dù ông ủng hộ việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo. Ông Joe Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo, công kích Tổng thống Donald Trump vì những bình luận trước đây của ông rằng năng lượng gió sẽ gây ra ung thư. Ông Joe Biden nói rằng tôi biết nhiều hơn về gió hơn so với ông. Và về phía Tổng thống Donald Trump thì ông trả lời nó rất đắt tiền, nó giết chết những con chim. Kính thưa quý vị, đến đây là một trong những cái sự kiện mà chúng ta thấy ứng cử viên Joe Biden đã không chuẩn bị về vấn đề gọi là thạch hóa, để là dầu khí lấy từ trong đá ra, và có những cái có vẻ hình như không được sáng tỏ, hình như đi ngược lại một vài tuyên bố trước đây mà ông đã từng tuyên bố. Đó là lý do để cho Tổng thống Donald Trump có thể ghi được một cái điểm thắng lợi ở trong vấn đề hóa thạch. Thưa quý vị, và bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút trước khi chúng ta chia sẻ thêm về những đề tài mà hai ứng cử viên đã bàn luận vào tối ngày hôm qua. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động, và trở lại cuộc tranh luận vào đêm hôm qua thì kính thưa quý vị, một trong những sự kiện mà chúng ta cần theo dõi và chúng ta cần hiểu biết thêm rất nhiều, vì chắc quý vị đã biết sự bổ nhiệm tân thẩm phán của tối cao Pháp viện bà Amy Barrett là một trong những sự kiện có thể dẫn đến những cái phán quyết cuối cùng của tối cao Pháp viện về một trong những vấn đề mà bao nhiêu người cần phải quan tâm. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Chắc quý vị đã biết về đường lối bảo hiểm sức khỏe của Hoa Kỳ khác hẳn với tất cả quốc gia châu Âu cũng giống như Canada, và ở đó họ có một vấn đề an sinh xã hội dựa vào cái xã hội của họ, và tất cả những vấn đề này có thể nói chính phủ truy cấp nhiều cho tất cả những người hưởng cái chế độ gọi là bảo hiểm sức khỏe. Nhưng Hoa Kỳ thì sau khi có chế độ mà chúng ta hay thường gọi là Obamacare thì để duy trì và đầu tiên sẽ bắt buộc mọi người phải là mua bảo hiểm, nhưng sau này thì tối cao Pháp viện đã đi đến một cái quyết định là bác đi cái điều này. Nhưng qua đêm hôm qua thì vấn đề bảo hiểm sức khỏe đã được ứng cử viên Joe Biden và ông Tổng thống Donald Trump trình bày như thế nào? Thưa quý vị, về phía Tổng thống Donald Trump thì ông bày tỏ hy vọng rằng chương trình Obamacare này sẽ bị tòa án tối cao ra phán quyết hủy bỏ. Tuy nhiên, Tổng thống lại không đưa ra thông tin chi tiết về chương trình y tế sẽ thay thế cho Obamacare. Mặc dù từ tháng 1 năm 2017 thì ông đã cam kết sẽ thay thế chương trình này bằng một chương trình chăm sóc y tế lớn hơn và đẹp đẽ hơn. Tuyên bố cũng sẽ cung cấp bảo hiểm cho mọi người, nhưng đến nay thì ông vẫn chưa công bố bất kỳ chương trình cụ thể nào như vậy. Nhưng để đáp trả thì phía ông Joe Biden cho biết ông sẽ xây dựng một chương trình mới có tên gọi là Biden Care dựa trên nền tảng của Obamacare. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ cũng nhấn mạnh rằng ông ủng hộ bảo hiểm tư nhân khác với một số đối thủ chính trước đây của ông. Và ông Biden nói chăm sóc sức khỏe không phải là một đặc quyền mà đó là một quyền. Mọi người nên có quyền được chăm sóc sức khỏe một cách hợp lý. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đề cập đến vấn đề bảo hiểm sức khỏe mà hiện nay chúng ta đang có một cái chương trình Obamacare, việc trước tiên chúng ta phải nghĩ đến tất cả những người không có công ăn việc làm và những người không có đủ vấn đề tài chính để có thể theo kịp với cái sự tiến nhanh về vấn đề tài chính của tất cả những người cần phải có để bảo đảm cho vấn đề sức khỏe của mình. Nhưng bây giờ thì phía Tổng thống Donald Trump cũng vẫn, nếu ông bỏ ra loại trừ cái Obamacare, trước khi chúng ta loại trừ cái chỗ ở của chúng ta thì chúng ta phải có một cái chỗ ở mới, làm sao khả dĩ hơn được cái chỗ ở cũ. Đây vấn đề Obamacare, nếu chúng ta loại bỏ Obamacare mà chưa có một cái kế hoạch chuẩn bị chu đáo thì cái ảnh hưởng của những người đó là những dân nghèo, những người mà cần phải có một cái chế độ bảo hiểm an toàn cho họ. Và có thể nói rằng những cái sự gọi là cung cấp dịch vụ y tế cho những người nghèo sẽ có một cái chế độ chênh lệch khác hẳn với những gì những người hiện nay đang có lợi tức. Lẽ nhiên chúng ta sống trong một cái quốc gia tư bản thì vấn đề có tiền thì họ có quyền được làm cái gì theo đúng cái số tiền họ bỏ ra. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta không thể tước đi cái quyền mà gọi là những người nghèo khó đang cần về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Liệu ngay cả Tổng thống Donald Trump đưa ra, và bây giờ thì ông
Joe Biden đưa ra một cái vấn đề: nếu quý vị mà bỏ cái vấn đề Obamacare và lúc tôi lên làm tổng thống thì tôi sẽ đi lại con đường cũ Bidencare, thì tại sao phải làm gì cho nó tốn kém nhiều như vậy? Thưa quý vị, và chủ đề tranh luận kế tiếp liên quan đến việc người di dân nhập cư. Tổng thống Donald Trump cho rằng những người nhập cư không có giấy tờ xuất hiện ở tòa án để xin tị nạn đều là những người có IQ thấp nhất. Tổng thống đang đề cập đến chính sách bắt và thả được áp dụng với người vượt biên trái phép. Và theo chính sách này thì người nhập cư trái phép được ở trong Hoa Kỳ trong khi thời gian chờ tòa án xử lý đơn xin tị nạn của họ. Trong khi đó thì ứng cử viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden tập trung vào hàng trăm vụ trẻ em nhập cư trái phép, bị tách khỏi cha mẹ và bị mất liên lạc. Tổng thống Trump hiện vẫn không đưa ra được phương án xử lý và cho biết chính quyền đang tìm cách để giải quyết vấn đề này. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia với tượng nữ thần tự do lớn và có thể nói là mọi người đều nhìn thấy tại cảng New York. Đó là tinh thần của những người từ khắp nơi trên thế giới về đây để xây dựng một quốc gia có tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khi chúng ta nói đến vấn đề những người nhập cư, những người tị nạn, có thể nói rằng ngay cá nhân của chúng ta là những người đã có thể nói sống trong cái tinh thần bảo vệ con người, nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra mới có sự hiện diện của cá nhân Hồng Tứ và cá nhân tôi. Lẽ nhiên chúng ta là những người đã từng vượt biên thì chúng ta cũng hiểu rằng đã có cái sự gọi là vì một cái lý do nào đó mà chúng ta không thể có thể nói là ở lại cái quốc gia đó mà chúng ta phải đi kiếm một cái quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thế vấn đề ra đi trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng có nhiều người có những cái hồ sơ không phải là con, không phải là anh em cũng có chung trong gia đình qua nhiều cái chương trình. Nhưng mà chúng ta đặt lại một câu hỏi, thế tại sao những người này họ lại đến đây? Vì sao như vậy? Vì quá khứ có họ đã gánh chịu tất cả những đau khổ, tất cả những cái sự đối xử trái ngược của con người. Hồi tôi ở Hồng Kông thì tôi làm trong cái chương trình của Liên Hợp Quốc thì tôi thấy rất nhiều người, có một nhân viên của ông, một ông trong cái gọi là điều hành hành pháp ở tại Hồng Kông, hơi khổ công kích tất cả những người tị nạn đem đến đây cái nguồn khó khăn cho họ, thì ông đã nói rằng đã đến lúc chúng ta nhận thấy rằng chính vì sao họ ra đi, họ đã có một cái quá khứ quá đau khổ, cái quyền lợi con người của họ không được tôn trọng, bởi thế chúng ta phải giang tay đón nhận họ vào cái xứ sở của chúng ta lúc này và gọi là quốc gia tạm trú. Thì ở Hoa Kỳ cũng vậy, lẽ dĩ nhiên chúng ta phải nghĩ đến liệu Hoa Kỳ có đủ cách, đủ sức để nhận những người định cư hay không. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể đối xử phân biệt với những người khi đến nhập cư Hoa Kỳ, và có thể nói rằng ô vì nếu họ đến đây mà chúng ta chưa có thể điều tra được thì chúng ta tốn kém nên đẩy họ về liền, thì cái đó chúng ta tước đi cái quyền của con người mà bởi bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được ban hành vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 đã đề cập. Và Hoa Kỳ là một trong những thành viên của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này, thì không lý do gì chúng ta từ chối những người gọi là tạm trú như vậy. Ngoài ra thì đề tài liên quan đến việc phân biệt chủng tộc ngay tại Hoa Kỳ cũng gây ra sự chú ý. Về phía ông Joe Biden thì ông nói rằng thực tế là vấn đề phân biệt chủng tộc và đang có tổ chức vẫn đang tồn tại ở ngay tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump là một trong những người thường tránh sử dụng cụm từ phân biệt chủng tộc có tổ chức, và ông phản ứng lại bằng một cách lập luận cho biết ông đã làm được nhiều việc cho người Mỹ gốc Phi Châu hơn bất kỳ tổng thống nào kể từ thời Abraham Lincoln. Kính thưa quý vị, đây là một cuộc tranh luận mà theo tất cả các giới báo chí đã cho biết rằng là con số những người đi bầu hiện nay đã tới 40 triệu, ngoài 40 triệu người. Thế liệu những cái cuộc tranh luận này nó có ảnh hưởng làm thay đổi cả một cái cuộc đua kéo dài trong những ngày vừa qua? Thì đến bây giờ thì câu trả lời vẫn chưa có những cái sự gì để chứng minh có thể thay đổi trong những thời gian sắp tới, đặc biệt là 10 ngày tới đây. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi,
Chứa hợp chất saponin là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Trở lại với chương trình Thế giới chuyển động ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với chủ đề cuối cùng, cũng là câu hỏi cuối cùng mà người điều hành chương trình đặt ra cho hai ứng cử viên. Và ông cho biết rằng, bà điều hành chương trình cho biết rằng họ sẽ đưa ra thông điệp gì trong ngày nhậm chức cho những người không bỏ phiếu cho họ. Về phía Tổng thống Donald Trump thì ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lại nền kinh tế, vốn đã bị thiệt hại rất nhiều do hậu quả của đại dịch, nhưng ông lại không nêu rõ thông điệp mà ông muốn gửi tới những người không ủng hộ cho ông. Về phía ông Joe Biden thì ông đáp lại bằng cách một lần nữa bảo đảm rằng ông sẽ là tổng thống của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong đó ông nói, tôi là tổng thống Hoa Kỳ, tôi đại diện cho tất cả các bạn. Dù bạn bỏ phiếu cho tôi hay phản đối tôi sẽ bảo đảm rằng bạn được đại diện. Ông cũng lặp lại câu nói đã nói nhiều lần trong chiến dịch tranh cử lần trước rằng, tôi sẽ cho các bạn hy vọng, chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ chọn khoa học thay vì viễn tưởng, chọn hy vọng thay vì sợ hãi. Chúng ta chọn tiến về phía trước bởi chúng ta có rất nhiều cơ hội lớn để làm mọi thứ tốt hơn. Kính thưa quý vị, đây là câu hỏi cuối cùng của đêm tranh luận hôm qua. Thì Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra một cái lời trả lời dứt khoát. Nhưng ông đã nói chúng ta phải làm cho đất nước mình thành công hoàn toàn như trước khi bệnh dịch tràn qua Trung Quốc. Điều đó có nghĩa rằng là ông đã chứng nhận và ông đã nhìn nhận rằng là chúng ta đã bị thất bại quá nhiều qua đại dịch này. Và bây giờ thì chúng ta phải làm lại từng bước như những gì mà chúng ta đã có trước khi đại dịch tấn công chúng ta. Trước khi ông nói tiếp là trước khi mà đại dịch tấn công chúng ta thì nó đã tàn phá hoàn toàn nền kinh tế Mỹ và các đảng viên Dân Chủ họ cũng muốn thống nhất. Đây là một cái câu trả lời đến bây giờ thì chưa thấy rõ ràng phương hướng như thế nào đối với những người không bằng lòng với Tổng thống Donald Trump qua cái kỳ bầu cử này. Việc trước tiên chúng ta phải hàn gắn lại với nhau, vấn đề chia rẽ đã có thể nó trở nên trầm trọng ngay trong cái quốc gia mà có thể nói đứng hàng đầu về sự lãnh đạo trên thế giới. Nhưng đến bây giờ thì chưa có một cái lập trường hay là một cái quan điểm nào rõ ràng về vấn đề này. Nhưng có một cái sự kiện rất là khôi hài trong cái cuộc tranh cử, trong cái cuộc tranh luận vừa qua thì chúng ta nói đến trường hợp một trong những cái vấn đề gọi là vấn đề thiết lập bang giao nói chuyện và có thể nói gặp gỡ trực tiếp hai lần với ông Kim, ba lần tất cả với ông Kim Jong-un. Về phía Dân Chủ thì họ nói rằng đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta gặp gỡ với một nhà lãnh đạo cáo buộc rằng là có thái độ thân thiện với một kẻ côn đồ. Tất cả những cái vấn đề mà khi mà họ đang vi phạm tất cả những thỏa gọi là những cái gọi là cái luật, những cái vấn đề cảnh cáo cũng giống như là những vấn đề trừng phạt đối với Triều Tiên. Yeah. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump, nhưng mà đến bây giờ thì cũng chưa có được một cái kế hoạch cụ thể nào qua những cái lần gặp gỡ đó. Nhưng mà ông Donald Trump phải nói là ông rất là nhanh, ông nói, quý vị có biết không, ông Kim Jong-un không muốn gặp ông Obama, bởi thế tôi mới đến tôi gặp, và đến bây giờ thì quý vị cả một cái vùng đó đã được ổn định như thế nào. Thực sự ra không ai có thể hiểu được những cái tình hình gì hiện nay đang xảy ra Triều Tiên vì họ bế quan tỏa cảng và họ cũng là một trong những quốc gia hiện nay đang gánh chịu sự trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bởi thế tất cả những sự kiện diễn ra ở tại Bắc Hàn chưa cho thấy rằng họ có thể nói đã thỏa thuận một cái vấn đề chính, đó là đình chỉ phát triển hạt nhân. Yeah. Và ngày nay họ còn có đưa ra những cái hỏa tiễn nó gọi là liên lục địa, và có thể đây là mối đe dọa cho nền an ninh của những quốc gia ở trong khu vực như là Nam Hàn, như là Nhật Bản, và trong tương lai chúng ta nghĩ đến Alaska cũng giống như Guam, có thể là nằm trong tầm ảnh hưởng đó. Bởi thế cái vấn đề ông Kim Jong-un cũng không đem lại một cái sự gọi là kết quả thắng về phía bên nào hoặc là bên nào thất bại. Yeah. Nhưng bây giờ thì chúng ta tạm bỏ qua vấn đề tranh luận hôm qua và chúng ta nghĩ rằng hướng về một cái cuộc bầu cử tới đây. Khi chúng ta nói đến hướng về cuộc bầu cử thì chúng ta phải nghĩ đến một cái loại thuốc gì mà có thể chính thức để sử dụng cho vấn đề điều trị COVID-19. Thì hôm qua FDA đã có quyết định chưa? Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ có tên gọi tắt là FDA đã cấp phép cho loại thuốc Remdesivir, loại thuốc mà Tổng thống Trump từng sử dụng trong thời gian ông nhiễm COVID-19 nhằm để điều trị cho các bệnh nhân.
Nhà sản xuất Gilead Sciences vào ngày hôm qua đã cho biết thuốc trị virus Remdesivir đã được bán với tên gọi là Veklury, từng được FDA phê duyệt sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp vào tháng 5. Remdesivir đã được phê duyệt hoặc cho phép sử dụng tạm thời để điều trị COVID-19 ở khoảng 50 quốc gia. Hiện tại thì đây là phương pháp điều trị COVID-19 đầu tiên và duy nhất được chấp nhận hoàn toàn ở Hoa Kỳ. Cổ phiếu của công ty Gilead Science đã tăng hơn 5% sau khi thông tin này được công bố. Đầu tháng này, thì nghiên cứu toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ cho thấy loại thuốc này hiện không giúp bệnh nhân sống sót hoặc hồi phục nhanh hơn. Nhưng theo một nghiên cứu của Hoa Kỳ thì lại cho thấy loại thuốc này đã rút ngắn 1/3 thời gian hồi phục cho một số bệnh nhân. FDA cũng xem xét hai nghiên cứu khác, một trong số đó cho thấy một chút lợi ích của thuốc và một nghiên cứu khác lại cho thấy rằng thuốc không tạo ra điều gì khác biệt. Có một sự kiện có thể nói Hồng Tứ cũng theo dõi và thấy hơi buồn cười vì trước khi cái cuộc tranh luận diễn ra thì Tổng thống Donald Trump đã không mấy hài lòng với người điều hành chương trình đó là Kristen Welker. Nhưng đến lúc mà sau khi đã điều hành xong thì ông lại tỏ ý khen ngợi. Bởi thế Tổng thống Donald Trump là một trong những con người có thể nói thức thời, thích là lúc nào cũng được, phía nào cũng được mà có thể nói có lợi cho mình là được, phải không? Thế ông lãnh đạo quốc gia về vấn đề kinh tế cũng là hay, vì có lợi cho mình nhưng không biết rằng cái ảnh hưởng sự có lợi đó nó có mang lại vấn đề toàn vẹn hay không. Bây giờ thì chúng ta đi qua một trong những lĩnh vực về vấn đề bà Melania với cái cuộc gọi là tranh luận hôm qua như thế nào. Thưa quý vị, về đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, bà Melania Trump, ngày hôm qua thì bà đã tươi cười vẫy chào người ủng hộ khi đến với tiểu bang Tennessee dự cuộc tranh luận cuối cùng của chồng, tức là Tổng thống Donald Trump. Đệ nhất phu nhân vào ngày hôm qua xuất hiện khá rạng rỡ, nắm tay Tổng thống Donald Trump bước lên chiếc trực thăng Marine One ở bãi cỏ phía nam tòa Bạch Ốc để bay tới tiểu bang Tennessee. Và đây cũng là lần đầu tiên đệ nhất phu nhân năm nay 50 tuổi xuất hiện trước công chúng kể từ khi bà nhiễm COVID-19 cách đây khoảng 3 tuần. Kính thưa quý vị, một trong những chương trình mà được rất nhiều người theo dõi vào mỗi ngày Chủ nhật, kính thưa quý vị, đó là chương trình 60 phút. Một trong những cái chương trình đã có thô băng sẵn đối với Tổng thống Donald Trump, đó là kênh truyền hình CBS. Thế hiện nay, kênh CBS có bằng lòng với tất cả những gì mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái hình ảnh phỏng vấn qua chương trình 60 phút đó không? Hãng tin CBS News đã chỉ trích Tòa Bạch Ốc vi phạm thỏa thuận khi họ đăng video phỏng vấn Tổng thống Donald Trump lên mạng trước ngày đài truyền hình phát sóng. CBS News thông báo vào ngày hôm qua rằng quyết định chưa từng có của Tòa Bạch Ốc khi bất chấp thỏa thuận với CBS News và phát hành đoạn phỏng vấn của họ sẽ không ngăn cản chương trình 60 Minutes cung cấp video đầy đủ, công bằng và mạch lạc về những gì các tổng thống đã tham gia suốt nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Donald Trump đã đăng cuộc phỏng vấn dài khoảng 38 phút với đài CBS lên trang Facebook sau khi dành nhiều ngày đe dọa sẽ đăng video này và đã kích phóng viên Leslie Stahl, người thực hiện cuộc phỏng vấn với ông vào ngày 20 tháng 10. Đài CBS cho hay Tòa Bạch Ốc đã ghi hình cuộc phỏng vấn này nhưng đồng ý chỉ sử dụng cảnh quay vì mục đích lưu trữ. Và Tòa Bạch Ốc hiện tại không lập tức trả lời yêu cầu bình luận về thỏa thuận với CBS. Kính thưa quý vị, vỏn vẹn chúng ta còn lại chỉ còn có khoảng 7 ngày nữa để tất cả các cuộc vận động tranh cử sôi động diễn ra. Đây là một cuộc vận động tranh cử mà có thể nói liệu có làm lại được những gì vào năm 2016 mà chính ứng cử viên Donald Trump đã làm được trong cái kỳ tranh cử đầu tiên của ông. Và bây giờ ở vào chức vụ tổng thống, liệu ông có lội ngược dòng nước và hiện nay ông đã phải mắc phải ở những cái tiểu bang như là Minnesota, như là Wisconsin, như là Michigan. Tất cả những cái cuộc thăm dò bây giờ thì cho thấy rằng nếu Tổng thống Donald Trump một cái lá phiếu cuối, một cái gọi là một cái điểm cuối cùng dựa vào tất cả các phiếu cử tri ở tiểu bang Pennsylvania, nơi mà ông được đánh dấu là thấp hơn 5 điểm so với người đối thủ của ông. Nếu tất cả những tiểu bang Minnesota, Wisconsin và Michigan cộng với Pennsylvania thuộc về màu xanh của đảng Dân Chủ thì xem như cái cuộc gọi là tranh đua vào chức tổng thống có thể nói đã đưa ông Joe Biden trở thành vị tổng thống Hoa Kỳ. Trong trường hợp này thì trong vòng vỏn vẹn chỉ còn 7 ngày tới đây, liệu ông Tổng thống Donald Trump có lật được thế cờ đó hay không? Cho dù ông chiến thắng được Pennsylvania, liệu ông có thắng được Arizona và thắng được North Carolina lại là thêm một cái giải pháp thứ hai, vì tất cả những cái sự kiện này mang đến số phiếu cử tri đoàn cho ông Joe Biden có thể lên đến ngoài 270, và nếu đụng vào con số 270 thì ông Joe Biden có thể đạt người trở thành vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Có được làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên.
Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hồng Tư rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh để quay trở lại với phần cuối cùng của chương trình Thế giới chuyển động trong ngày thứ 6 cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, cứ mỗi một đợt tranh cử như vậy thì vấn đề tài chính rất quan trọng. Và hiện tại thì chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã cho biết họ huy động được 130 triệu đô trong vòng 2 tuần đầu tiên của tháng 10, gần gấp 3 lần so với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Theo nguồn tin của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 10, thì chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ ông Joe Biden có 162 triệu đô tiền mặt sau khi thu được 130 triệu đô từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 14 tháng 10. Nguồn tin của Ủy ban Bầu cử cho biết thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump có 43,6 triệu đô tiền mặt tính từ ngày 14 tháng 10 sau khi huy động được số tiền gần như tương đương trong 2 tuần trước đó. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng ta nói đến vấn đề bưu điện. Bưu điện đã đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề chuyển tải tất cả các lá phiếu đến cho cử tri. Vào ngày 22 tháng 10 vừa qua thì bưu điện Hoa Kỳ đã chuyển giao tất cả gần 100 triệu lá phiếu bầu còn trống hay đã được hoàn tất kể từ đầu tháng 9 cho tới nay. Bây giờ thì chúng ta nói đến tất cả các quan chức an ninh Hoa Kỳ của Hoa Kỳ tuyên bố rằng là tin tặc Nga đang nhắm mục tiêu vào tất cả quan chức nhà nước và địa phương để đánh cắp tất cả các dữ liệu nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử. Đây là một sự kiện mà quốc gia Hoa Kỳ hiện nay đang quan tâm đến rất nhiều. Thế bây giờ ông Putin cũng giống như là ông đã tuyên bố vấn đề mà Hoa Kỳ và Nga có quyết định những vấn đề quan trọng nhất thế giới trong những thời gian vừa qua không? Thưa quý vị, tại một cuộc họp tại trung tâm thảo luận vào ngày hôm qua, Tổng thống của Nga ông Putin cho biết vai trò của Hoa Kỳ cùng Anh, Pháp cũng đã yếu, trong khi đó Bắc Kinh cũng như là Berlin, tức là Đức, xét về mặt chính trị và kinh tế đang hướng tới vị thế, đó chính là siêu cường quốc. Trước thêm bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11, thì Tổng thống của Nga cũng cho biết thêm ông hy vọng chính quyền mới sẽ sẵn sàng đối thoại về an ninh nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, trước khi Hồng Tứ gửi đến quý vị tất cả những con số lây lan COVID-19, thì quý vị cùng với Hồng Tứ xem qua Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã thông qua vấn đề bà Amy Barrett để trở thành tân thẩm phán của tối cao Pháp viện hay chưa? Về phía Ủy ban Tư pháp Thượng viện của Hoa Kỳ đã chính thức thông qua việc đề cử thẩm phán bà Amy Barrett vào tòa án tối cao, dù phía đảng Dân Chủ đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu này. Tại cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, bà Amy Barrett đã nhận được 12 phiếu thuận và 0 phiếu chống, tạo tiền đề để toàn thể Thượng viện thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm bà vào tòa án tối cao vào đầu tuần tới. Toàn bộ 10 thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ trong ủy ban đều không tới để bỏ phiếu, cho rằng việc bổ nhiệm bà Amy Barrett làm thẩm phán tòa án tối cao được thực hiện quá gần với ngày bầu cử. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Lindsey Graham cho biết việc đảng Dân Chủ tẩy chay cuộc bỏ phiếu là lựa chọn của họ. Đồng thời, ông cũng nói thêm rằng phía Cộng hòa sẽ không cho phép họ kiểm soát ủy ban và đây là một thời điểm đột phá đối với những người bảo thủ. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta cùng với Hồng Tứ theo dõi những cái con số lây lan, lây nhiễm COVID-19. Hình như con số càng ngày càng gia tăng và con số hiện nay 38 tiểu bang có mức độ gia tăng lây lan COVID-19. Thưa quý vị, trong vòng một ngày vừa qua, số ca lây nhiễm liên quan đến đại dịch COVID-19 ở trên toàn thế giới đã tăng thêm 505.954 ca, nâng tổng số lên 42.094.152 ca lây nhiễm. Với số người tử vong đã tăng thêm 6.488 người, đưa con số lên 1.144.292 và tổng cộng có 31.235.280 người hồi phục. Riêng tại Hoa Kỳ thì số ca lây nhiễm trong vòng một ngày tăng thêm 78.617 ca, nâng tổng số lên 8.664.365 ca. Với số người tử vong tăng thêm 1.004 người, con số hiện tại đang là 228.423 và tổng cộng có 5.656.150 người hồi phục. Trở lại với tiểu bang California, trong vòng một ngày số ca lây nhiễm tăng thêm 6.302 ca, đưa con số lên 896.241, với số người tử vong tăng thêm 684 người, con số hiện tại đang là 17.878. Quận Cam thì số ca lây nhiễm tăng thêm 213 người, tổng số hiện tại đang là 57.848, với số người tử vong tăng thêm 11 người, đưa con số lên 1.434. Quận Santa Clara, số ca lây nhiễm tăng thêm 95 người, đưa con số lên 23.679, với số người tử vong vẫn đang ở mức là 385 người.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta nhớ lại ngày này tròn vào một năm trước đây, một trong những biến cố đau thương đến với gần 39 người Việt của chúng ta trên con đường đi kiếm một đời sống mới nhằm có thể nói đạt được vấn đề kinh tế. Lễ tưởng niệm cho 39 nạn nhân Việt đã chết trong một cái container được tổ chức ở London, Anh đã tròn một năm, và đây là một trong những đánh dấu đau buồn cho những người Việt chúng ta phải đi kiếm một cái cuộc sống kém may mắn là họ đã hy sinh tính mạng của họ. Về phía Anh Quốc thì họ cũng thông báo rằng sẽ tạo ra một loại visa đặc biệt vào tháng 1 năm 2021 dành cho những người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại có tên gọi là BNO cùng với lại gia đình của họ. Bộ Ngoại giao của Anh vào ngày hôm qua cho biết thị thực đặc biệt có tên là visa BNO Hồng Kông này là bước đầu tiên trong lộ trình mới để người Hồng Kông có quyền được cư trú ở Anh và trở thành công dân của nước này. Chương trình visa mới sẽ không hạn chế số người sở hữu hộ chiếu của Anh với định dạng là BNO được phép tham gia, dự kiến bắt đầu kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2021. Truyền thông của Anh cho biết hơn 1 triệu cư dân Hồng Kông có thể chuyển đến Anh trong 5 năm tới theo chương trình visa này. Trong đó, năm đầu tiên sẽ bao gồm 500.000 người. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến những vấn đề mà trong đường lối tranh cử của Tổng thống Donald Trump đó là vấn đề phá thai, thì chúng ta phải nghĩ đến một trong những quốc gia đó là Ba Lan. Ba Lan, tòa án tối cao nhất của họ đã đưa ra một phán quyết chống phá thai do cái dị tật của thai nhi. Điều đó có nghĩa rằng thai nhi dù có bị gì đi nữa cũng phải là một mạng sống của con người và cần bảo vệ. Quốc gia này đã có một số luật phá thai nghiêm ngặt nhất ở tất cả những quốc gia phía Âu Châu và quyết định này tiến gần hơn đến lệnh cấm gần như hoàn toàn đối với việc phá thai. Khoảng 98% ca phá thai ở Ba Lan được tiến hành do dị tật của thai nhi. Giới lãnh đạo bảo thủ về mặt xã hội của Ba Lan cũng đã thúc đẩy các hạn chế phá thai trong nhiều năm nay và những nỗ lực của họ đã thu hút sự phản đối trên toàn quốc. Ủy viên nhân quyền của Hội đồng Châu Âu đã lên án quyết định này và gọi đây là một ngày buồn vì quyền của phụ nữ. Kính thưa quý vị, vào ngày này là 70 năm cuộc chiến tranh Triều Tiên, ông Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố và đưa ra một cảnh báo về quyết tâm của Trung Quốc trong việc đánh bại kẻ xâm lược. Bây giờ thì ông là kẻ xâm lược chứ còn ai là kẻ xâm lược Trung Quốc bây giờ? Trong bài phát biểu này thì nội dung chủ yếu về lòng yêu nước cũng như là chủ nghĩa anh hùng của quân đội Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói rằng chiến thắng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953 là lời nhắc nhở rằng Trung Quốc sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ ai gây rối trước thềm nhà. Chiến tranh Triều Tiên là lần duy nhất các lực lượng của Trung Quốc chiến đấu với Hoa Kỳ và Bắc Kinh thường xuyên sử dụng các ngày kỷ niệm chiến tranh này để cảnh báo Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự của một Trung Quốc mới. Bây giờ thì quý vị cùng với Thế giới chuyển động của chúng tôi hướng về Việt Nam, nơi đang gánh chịu tất cả những tai ương có thể nói đau khổ nhất qua cái cảnh lụt vừa qua đã tàn phá gần hình như tất cả những đời sống kinh tế của 6 tỉnh miền Trung. Đặc biệt chúng ta nghĩ đến quốc gia Hoa Kỳ, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo cũng đã cho biết rằng ông sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục tất cả những thiệt hại về vấn đề bão lụt. Vào chiều ngày 22 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã ra tuyên bố gửi lời chia buồn đến Việt Nam về thiệt hại trong lũ lụt của miền Trung. Đồng thời, ông cũng cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục thiệt hại này. Trước đó, vào ngày 17 tháng 10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã ra thông cáo báo chí khẳng định sẽ hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức $100,000 cho việc khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra trên miền Trung Việt Nam. Và cơ quan này cũng đang phối hợp với Hội Hồng Thập Tự của Việt Nam trong việc giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tính cho đến nay, thì lũ lụt cũng như sạt lở đất do 7 cơn bão nhiệt đới liên tiếp và mưa lớn ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã khiến cho 133 người chết và mất tích. Và riêng số tử vong được xác định là 114 người, nhiều nhất là ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng không quên quan tâm đến tất cả những chức vụ dân cử mà địa phương của chúng ta đang theo dõi và tham gia vào cuộc tranh cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Bởi thế chúng ta hy vọng tất cả những người Mỹ gốc Việt chúng ta, khi chúng ta được thực thi cái quyền công dân của chúng ta, thì chúng ta nên tham dự vào những cuộc bầu cử diễn ra vào thứ Sáu tới đây cho đến ngày 3 tháng 11 để chúng ta có thể tuyển chọn người đại diện cho chúng ta tại Sacramento, tại Orange County và đặc biệt là tại địa phương và thành phố của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay và hy vọng rằng quý vị cùng với gia đình có những ngày vui cuối tuần thật tuyệt vời.